Ok, chào mừng đã quay trở lại với phần tiếp theo của Rồng Đen 1 Quỷ Mua Lửa. Và nếu biết thích thì đừng quên bấm like cũng như là chia sẻ nhá. Đấy, mấy này mình sẽ cố gắng làm nhiều tí để cho nó xong luôn đi các bạn ạ. Mặc dù là cái series này mình thích nhưng mà chắc là nhiều bạn nó không thích. Mà thôi, lỡ bỏ tiền mua rồi thì làm cho xong. Bất công rồi bị nói là drop series nữa, khổ lắm ấy các bạn ơi. Đó, nên là bạn nào thích thì bấm like, không thích thì like cho đi ra cũng được. Đấy, nói chung là như thế. Ở tập này sẽ là nội chiến đấy các bạn, nội chiến những người bạn là ủa thằng nào cơ? À trời ơi, bạn của cái thằng này nó là một cái gì ăn phải có XG luôn ạ. À, ủa trời ơi, nó gọi thằng Samsung ra. Ôi ai đừng chết. À mà Anaconda, nhưng mà giờ tới lúc tôi làm việc. Ủa sao mình không xài được bi bà? Rồi từ từ. Trời may thế. Sao mình không làm được trời? Mình tưởng qua đây mình xài X-ray được nhưng mà ai cái gì? Thằng kia trưởng như là Liu Kang ấy. Hay là cái bản này nó biến Liu Kang nó muốn biến cái thằng này phong cách của nó nhỉ? Nhưng mình thấy nó trưởng hơi giống Liu Kang ấy nha. Hơi nghi rồi đó nha. Không biết là có ai nghi không chứ tôi hơi nghi rồi nha các bạn. Hơi nghi rồi đó nha. Mày nè, nhơn. Nhơn nè, nhơn. Nhơn combo hơi khó các bạn ạ. Hôm qua mình xem rồi đấy, cầm miệng. Cái gì đây biết ra nhá, nhưng mà combo nó hơi ủa lâu mới kéo được thôi các bạn ạ. Sao được chưa? Ủa mình vừa kéo như nào nó vừa chỉ mình kéo mà cái combo rất là lẫn lộn các bạn ạ. Mình chả hiểu nhưng mà chơi trên tay cầm thì combo nó sẽ lẫn lộn hơn nhá. Ây à, mình không bấm nút nhảy lên nhưng nó vẫn nhảy lên nhé các bạn. Ê mới nói combo rất ảo ma Canada. À, nói chung là con Scorpion này đánh rất là phê nhưng mà mỗi tội là combo vẫn chưa biết đường nào một lần. Mày nhờn này vẫn cứ là ok nhá, rất là khỏe nhá. Rồi bây giờ tao sẽ đánh bại mày. Đừng để cho thằng khoai lang nó chạy thoát. Uầy, thì hôm qua mình có nghe mọi người nói ấy, là đây là cái đội quân của Tân Thủy Hoàng các bạn ạ. Ây à, ngầu quá nhở, quá là ngầu luôn. Và đó là Sub-Zero, à nhầm, Scorpion. Ở phần này thì chúng nó là hai anh em đấy các bạn, cặp bài trùng Sub-Zero cũng như là Scorpion thì bây giờ đã gọi là hai quan điểm khác nhau rồi. Quan điểm của hai anh em nó bắt đầu khác nhau. Một thằng thì tin tưởng vào người cha, thằng này tin tưởng người cha này. Còn thằng Sub-Zero thì nó không tin tưởng vào cha nó. Nó nghĩ là cái đường lối của cha nó là sai lầm. Đó. Thế nó mới buồn chứ. Thằng này như là Rain đúng không? Rain cũng như là Quan Chi. Ui giời. Thôi chết rồi, bị khắc hệ rồi các bạn. Lửa đi, sao đánh lại nước đây? Toàn. Ok. Nhìn lại căm hia này. Ok. Chết rồi, gặp khắc hệ rồi các bạn ơi. Nguyên tố của mình. Cái gì đó? Kìa mình, sao cái trò này rất là bựa nhá giờ. Không biết là do cái tay cầm cái gì nhưng mà mình rõ ràng cũng ấn nút lên đấy các bạn, nhưng mà nó vẫn bị ấy nên mới khó chịu chứ. Mình rõ ràng cũng ấn nút lên luôn nhưng mà nó vẫn nhảy, thành ra là ấy à, cái gì đấy, what, nguyên tố. Ôi kìa, con này nó đánh trong mặt đấy. Thằng này đi Dr. Strange đấy các bạn, đúng là Civil War rồi, gặp ngay Dr. Strange. Các bạn thấy cái môn võ của thằng Rain này nhìn giống Dr. Strange không? Giống vãi trưởng ạ. Đấy, nó cứ cho mình vào mấy cái này. Và giống thằng Kisame ở trong Naruto à? Mày cũng khỏe đấy. Nhưng mà năng lượng nước của mày hơi yếu so với lại siêu lửa. Đây là lửa, đây là lửa. Lửa gì của Hồng Hải Nhi? Ui, nó gọi cái gì trên đầu kìa các bạn? Lửa của Hồng Hải Nhi là cái gì nhỉ các bạn nhỉ? Nó có thể gọi là chống nước luôn. Đấy, thì nửa con Scorpion cũng tương tự như thế.
Tụi mình đang test combo các bạn. Đây, nó tạo ra mấy cái vòng như đốc tre các bạn. Mà sao cái tập này gọi là Civil War nội chiến? Nội chiến này. Ủa? Giờ mình thắc mắc là thằng Smoke đâu nhỉ? À đúng rồi. Thằng Smoke nó bị ở ngoài. Ui. Dòng nước luôn. À thế nhỉ? Ui ở hơn nửa cây máu. Khiếp. Đấy chưa? Tâm muội à cái gì? Tam muội châm hỏa đúng rồi. Tam muội châm hỏa. Mày này. Mình đánh skill không có giỏi các bạn thông cảm nhá. Mình cũng muốn gọi cái chiêu Get Over Here nhưng mà hơi khó rồi. Ê, lịch là thua nha. Mày quá vẫn thắng các bạn ạ. Nghịch thế này. The mistake is yours. Lỗi của mày. Như thằng Aua. What have you done? Mày làm cái gì ở đây? Mày nhợt. Thằng này thằng rách à các bạn? Hình như đâu phải đâu đúng không? Bản này không tới Sonia với cả là rách đâu nhỉ? Uầy. Đau mày. Woo. Rách à? Hay là thằng khác? Ây à. Ôi, thằng này bị bóng ạ. Scorpion này bị bóng à, Biba. Lại bắt đầu ấn cái thứ rồi đấy. R2. Ấy, búp. Ôi, cái gì thế này? Ôi, thôi chịu ơi, cái này khiếp quá. Khiếp. Ôi dồi ôi, game đúng là game kinh dị có khác. Ủa? Baraka, tao chưa xong đâu. Giống cái thằng Red Skull các bạn. Red Skull ở trong Captain quá à? À đúng rồi, mà sao nó là tên là Civil War. Các bạn thấy giống là cái mồm nó giống thằng Red Skull ở trong Captain America. Ây à. Mình chơi game này mình cứ liên tưởng đến game khác. Thật là bẩn bựa vũ lít. Mình đánh ở vào kia đi, mình không có xoay cái cục xoay đấy, cái cục xoay mình cũng ấn nút lên. Không xoay cái nút lên mà nó vẫn bị lên này. Woo! Bồ quá đã. Cái bản này có lướt thôi, không có chạy vào như mấy bản cũ nhá, mấy bản cũ nó có chạy vào cơ. Gì á? Ui! Mày! Ui! Cục bồ mới, ui! Ngồi lùi tiến. Bình thường cái ngồi lùi tiến tam giác ấy, nó sẽ có một chiều mới nhá. Nhưng mà bên đây ngồi lùi tiến tam giác nó không có chiều mới, nó chỉ có xoay lửa đó các bạn ạ. Cũng được, nói chung là cũng đẹp. Cái bản này mình treo hơi nhiều cho các bạn thông cảm, bởi vì là mình sợ nó bị dính gậy lắm. Qua tháng 12 đấy, kênh của mình đã được gỡ gậy vĩnh viễn rồi, cho nên là mình phải kỹ lại một tí các bạn ạ. Ngồi lùi tiến tam giác. Máy lửa. Đấy, mình không có nút tiến nó cứ nhảy vào thôi là sao nhỉ? Bạn nào có thể cho mình xin. Ui, mẹ tao đầu con đập luôn. Ác ma Anaconda. Thằng này là thằng Havik kìa. Bên kia là thằng Darius chứ không phải là Zack các bạn ạ. Darius ở trong liên minh kìa. Nếu mà thằng kia tên Darius thì chắc là cái tên nó là có trước ấy. Bởi vì ở liên minh hình như là mãi về sau mới có á. Nhảy lên là vẫn dính X-ray à. Ô, X-ray trượt hả bạn? Tội nghiệp quá à. Nếu bạn đã bị trượt như thế. Ây à. Nếu bạn đã bị trượt như thế thì chúc bạn ngủ ngon. Lửa vào Lin Kuei chứ không bao giờ bị chúng mày đánh bại đâu. Chúng tôi đã tìm thấy hắn rồi. Chúng ta đã tìm thấy hắn rồi. Tìm thấy ai đấy? Đây là mấy cái chỗ mà lần trước ở trong rừng đúng không? Ở trong rừng mà thằng này nơi ấy. Ui, Smoke đang chờ ở ngoài nè. Chuyện gì đang diễn ra đấy? Hắn ta đã phản bội rồi. Giờ chúng ta phải chạy qua đây thôi. Hắn ta đã bỏ rơi bố chúng ta chết. Nó là thằng khốn nạn, nó đã phản bội. Tôi hiểu Biran làm những gì, nhưng mà ta sẽ không bao giờ tin được những cái hành động điên cuồng của hắn. Và chúng ta cần phải mang hắn ta khỏi đây. Ê, cảm ơn. Oga. Chúng ta mãi là anh em. Chúng ta không chung dòng máu, ta đánh cái câu này. Cái câu này giống cái câu bi hàn, ta nói với khoai lang của người ta. Nhưng mà cái tính cách của thằng này vẫn thế các bạn ạ. Tính cách của thằng Sub-Zero nó vẫn thế. Chúng ta không chung một dòng máu, nhưng chúng ta mãi là anh em.
CV War. Ôi ôi. Ôi ôi. Ôi ôi. Mày. 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 Nhờn. 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 Ê. Ê. Tính ra băng này sướng hơn đấy chứ. Băng có thể làm được cái kiếm ấy. Ây à. 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 Mày. Uầy. No 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 no. Ủa. Uầy. Shit. Khoai Liang. Khoai Lang. Lùi lại. Đây là cuộc chiến của tôi. End this, brother. Embrace the future. I want no part of it. Kết thúc tình bạn thôi. À, kết thúc tình anh em thôi. Giờ chúng ta sẽ là hai kẻ đối thủ, kẻ thù của nhau thôi anh ơi. Nhìn thế này, các bạn nhìn này. Ây à, mình nhìn bị nó đánh à? Ủa, đây mình không ấn nước nhảy lên mà ngồi lùi tiến tam giác. Đấy, bình thường là ngồi lùi tiến tam giác sẽ là cái combo gọi là ấy mà nó tự nhiên nó nhảy lên luôn ạ. À. Thật là bẩn lựa. Ủa, nó bóp giáp cho con này luôn này. À, có thần băng hỗ trợ, còn mình có thần lửa hỗ trợ. Côn gắt. Hình như là cái phần nào cũng phải có khí côn gắt hay sao các bạn. Băng với lửa lúc nào phải chiến với nhau. Nhưng mà cái dòng thế giới này, cái dòng thời gian này thật là bẩn bựa các bạn ơi. Cuối cùng thì vẫn phải phân ra hai kiểu thôi. Ây ôi. Ua. Mình cũng muốn trưởng như nó đấy. Ua. Nó băng liên tục này. Băng liên tục này. Đứng dậy. Nhút nhài. Mày không xứng đáng ở trong family và clan của chúng ta. Mày bị tao đốt. Thằng nước còn bị tao đánh kìa, mày băng là cái gì? Mình vẫn nghĩ là Scorpion nên theo phe thiện đấy các bạn ạ. À. Ây à. Hình như là trong phim mình Scorpion cũng theo phe thiện luôn thì phải, đúng rồi. Ông cụ của Scorpion cũng là phe thiện mà. Thế nào mà trong game nó lại ác quỷ nhỉ? Áo thật đấy. Ôi ôi. Mày nè. Bạn này nhảy hơi nhiều, mình chạy hiểu sao mình không có lúc nhảy nó vẫn nhảy các bạn ạ. Rồi không muốn nữa đấy. Lâu lâu nó mới mua lửa đấy các bạn ạ. À. Không phải là muốn là múa đâu. Đấy, mình không có nước nhảy nó vẫn nhảy lên này. Thật là bựa. Múa lửa. Rồi cái lốc ào ấy nhỉ. Đấy. Rất bựa. Đi. You are my grandmaster no longer. Ok, mày đã trở thành gọi là đại ca hơi lâu rồi đấy. Định làm gì đấy? Once he's exposed, won't you be made grandmaster? You forget Cyrax and Sector. Their loyalty quên Cyrax sẽ tôi à? Ủa vậy là quên hả? Chúng ta vẫn còn nhớ là còn hai thằng ở Liên Quay nữa là thằng Cyrax cũng như là Sector. Không biết, bản này thiếu nhiều nhân vật quá nhưng mà cũng đúng thôi. Bởi vì là nếu như mà có quá nhiều nhân vật đấy thì chúng ta sẽ không biết được. Chúng ta không thể để hắn ở gần Shang Tsung được. Xong giết luôn đi. Vãi lều. Không thể là có quá nhiều nhân vật ở trong một series được đấy. Cho nên là phần này đã có thêm nhiều nhân vật nữa thì không được. Pháp sư đó đang làm cái gì đấy? Anh người cát. Ok. Anh đã gọi là học được những gì rồi? Hình như là đã kể về câu chuyện mà thằng Sang Sung đã gặp được một ai đấy. Cô ta vẫn còn sống ấy và có rất là nhiều thời gian. Và không phải là cái thời gian, không phải là của cái thời gian này nhá. Hình như là có một người khác không phải của thời gian này tới và điều khiển trong thời gian này luôn. Đó, actual. Không thể xảy ra. Cái chuyện gì nó xảy ra đây? Bắt đầu. Vậy là như kiểu là ở cái timeline cũ ấy các bạn. Có một đứa khác. Nó vẫn còn. Và nó đi theo qua tận cái timeline này luôn. Và nó sẽ cố gắng gọi là thay đổi mọi thứ. Đó. Kiểu thế mà không biết nó là ai. Có rất là nhiều dòng thời gian khác nhau này à. Đó. Và có rất là nhiều dòng thời gian khác. Nhưng mà nghe có vẻ nó hơi bị nhức đầu ha. Hơi bị nhức đầu ấy. Và cô ấy là ai? Tại sao cô ấy ở đây? Và cô ấy đến từ đâu? Những câu hỏi này cần được trả lời. Nhưng mà chúng ta không thể. Ta sẽ đi tìm Sindel và kể những thứ về Earthrealm và sẽ cho chúng ta biết thêm về lịch sử.
That will require revealing to her. Ok mày. Role as keeper of time. Chúng ta sẽ nhớ cái câu chuyện về thời gian nhé. Chúng ta sẽ không có sự lựa chọn đâu. Chúng ta cần trợ giúp người ra là và chúng ta cần lấy cần hoàng đế gì ấy. Đế chế hay đế vương gì ấy, chả biết. Rồi chúng ta lại tiếp tục qua Hour. Phần này là phần của Lee May. Các đồ bọn này tính chống lại Liu Kang à? Ôi em Lee May này nhìn chiến đấy nhở? Quay trở lại nhà rồi à, Lord Liu Kang? Ta sẽ không cho một cơ hội để vượt qua đâu. Ta cần thấy được ai đó. Her decision was unwise, but she no longer seeks my counsel, and I doubt she's interested in yours. The Empress has been deceived. Shang Tsung and General Shao have fomented this crisis as a means. Nó đang kể là Shang Tsung với lại thằng Shao kia đấy đang có những cái kế hoạch mờ ám gì đấy. Ta hiểu anh ta trốn giấu những cái sự thật, nhưng mà tại sao lại tham gia với lại Shang Tsung? I knew he couldn't be trusted. Tao không tin đây là sự thật. Were I still Umgadi, he would never have breathed the same air as the Empress. My palace sources told me he arrived out of nowhere and immediately had the Empress's ear. Liu Kang đang kể là cái câu chuyện đấy. Treating Princess Melina's condition. Là thằng Jellicle Khan nó phản anh em ạ. Nó phản rồi. Và nó đã đi theo thằng Shang Tsung để làm những điều mờ ám. No wonder she embraced him. Giờ đó kết hợp thêm với cả thằng Quan Chi nữa các bạn ạ. Ghê thật. Tôi tin cô và những người ở đây và tất cả mọi người. Được rồi. Chúng ta sẽ công khai cái vụ này. Và đánh Lee May. Sindel cần được sự trợ giúp. Và cô có muốn tham gia với chúng tôi không? Hoàng đế đi cho đã chết. Và vẽ ra những câu chuyện buồn bã cho Sindel. Tôi không thể nào làm điều đấy. Tôi sẽ không để làm điều đấy trở lại. Tôi sẽ không để điều đấy trở lại thêm một lần nữa. Nghĩa là không muốn sự đau khổ đến với lại bà Sindel thêm một lần nào nữa. Kiểu thế. Vậy là bên đây sẽ có một đội nữ chiến binh và một đội nam chiến binh. Đội nam chiến binh đã phải ăn. Bên đây nó vẽ ao quốc đẹp ha. Ở cái phần 9 ấy hay với phần 10 ấy, phần 11 ấy là Aowa bị thống chế bởi Shao Kahn. Ở đây là nó muốn, nó khiến cho cái nơi đấy trở thành một nơi gọi là có những luật lệ cũng như là chiến đấu. Còn là phần này ấy thì được bà Sindel bà đấy thống trị ấy, nên là vẽ là một cái nơi rất là đẹp, có sức mạnh và hoa anh đào cũng như là trí tuệ. Kiểu thế đấy các bạn. Khá là hay. Đây là một cái dòng thế giới mà mình nghĩ là ai cũng muốn. Cái gì dở? Lái xe có gì đấy? Ui thằng lái xe khi chết luôn á. Giống lắm luôn á. Ok á. Tôi nghĩ là chúng ta cần phải làm cái gì đó bây giờ. Và như là sao can nó xuất hiện hay sao á. Vậy là nó bắt đầu lộ rõ cái sự phản bội của nó rồi. À đâu, thằng này là cái thằng Reiko. Liu Kang cút về cửa, nhanh lên. Nó không được gọi là tiếp đón ở đây. Tôi không hỗ trợ Zerizo Reiko. Hắn ta không có chỗ gì ở đây hết. À, ôi! Vai cả cướp! Cái gì đấy? Cái bọn này tàn ép không ấy? Trời ơi! Ôi, sorry mọi người. Mình tập này mình phải che đi hơi nhiều nha. Khiếp quá. Mẹ nó làm có bất ngờ thế nhở. Mày. Bên nữ giới đâu có giết đâu, bên kia nó giết luôn. Thằng còn tàn ác quá các bạn ơi. Tàn ác quá. Tàn ác dã man luôn nên mấy người khốn nạn. Chúng mày mình cút khỏi đây. Đúng rồi. Ok, chắc là mình sẽ tạm dừng clip đây nhá. Nếu các bạn thấy thích thì đừng quên bấm like cũng như là chia sẻ. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo của mình. Bye bye.